Kết hôn từ cuối năm 2016 nhưng tới nay, Trấn Thành và Hari Won vẫn chưa sinh con. Không ít lần Hari Won bị đồn đang có bầu khi lộ hình ảnh vòng hai lớn bất thường, nhưng đại diện của nữ ca sĩ đều phủ nhận. Mới đây, Trấn Thành đã có những chia sẻ về kế hoạch sinh con của vợ chồng mình. Anh cũng bác bỏ tin đồn Hari Won mang bầu, vì vợ chồng em vẫn đang yêu đời, hạnh phúc. Nếu có thì cứ yên tâm, tụi em không giấu đâu. Vợ chồng em có gì thì nói thế thôi, cuộc sống vui thì nói vui, gây lộn hay làm lành với nhau cũng kể cho mọi người nghe, để thiên hạ có chuyện nghe. Có con rồi ở nhà, làm sao yêu đời được nữa, tụi em còn trẻ. Cho tụi em chơi thêm 1 đến 2 năm nữa, có gì tụi em sẽ đẻ sau, cái gì cũng phải từ từ, nam MC chia sẻ. Trong một bài phỏng vấn đầu năm nay, Trấn Thành từng thẳng thắn cho biết bản thân là người có tình cảm. Nếu con anh ra đời, anh sẽ dành hết thời gian cho con. Thế nhưng hiện nay anh còn quá nhiều hoài bão phải thực hiện trong cuộc đời. Do đó mặc kệ ai nói anh ích kỷ hay thực sự cũng được, thậm chí bị chê là không biết suy nghĩ cũng được, nhưng anh thấy mình chưa sẵn sàng. Khi con tôi ra đời, tôi sẽ phải đón nhận nó bằng cả sự chuẩn bị chu đáo nhất, tử tế nhất, đừng sinh nó ra chỉ vì mình thích, anh nói. Ca sĩ Hari Won mang bầu. 6 năm trôi qua, điều người hâm mộ mong nhất ở Trấn Thành, Hari Won vẫn chưa tới. Trấn Thành và Hari Won được đánh giá là cặp đôi vàng của làng giải trí Việt. Năm 2016, họ tổ chức đám cưới cổ tích, hoành tráng và lãng mạn bậc nhất showbiz. Cả MC Trấn Thành và Hari Won đều là những ngôi sao giải trí được nhiều người săn đón, có lượng khán giả hâm mộ lớn, nên mọi gì biến động của hai người luôn thu hút sự chú ý của công chúng. Cặp đôi vàng thời gian qua đã gặt hái được nhiều thành công với hoạt động nghệ thuật, đặc biệt Trấn Thành khi lấn sân điện ảnh với phim đầu tay trong vai trò đạo diễn, đóng chính ở Bố Già, một phim của Trấn Thành ra mắt đầu năm 2021, hiện vẫn là tác phẩm có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử phim chiếu rạp Việt. Hari Won cùng Trấn Thành thời gian qua cũng nhắm mặt trên sóng truyền hình với các game show giải trí. Ngoài âm nhạc, Hari Won còn tham gia đóng phim, làm MC của nhiều chương trình ăn khách. Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng MC rap Việt thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tình cảm ngọt ngào làm mọi người suýt xoa. Khi một trong hai vướng những tin đồn ảnh hưởng đến đời sống cũng như con đường nghệ thuật hoặc bị cư dân mạng bất đồng quan điểm tấn công, Trấn Thành, Hari Won đều nhất mực bảo vệ, che chở cho người mình yêu thương. Chính vì thế, cặp đôi khiến khán giả ngưỡng mộ về sự thuận vợ thuận chồng. Mặc dù có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc, sự nghiệp nghệ thuật ngày càng phát triển rực rỡ, nhưng nhiều người hâm mộ quan tâm nhất thời gian qua ở Trấn Thành, Hari Won đó chính là việc cặp đôi này chưa có em bé. Nhiều người đánh giá nếu họ sinh con nữa thì có thể nói cặp đôi vàng này sẽ trở thành gia đình kiểu mẫu bậc nhất làng giải trí. Dẫu vậy, 6 năm kể từ ngày phép đôi mi chung một giường, nhưng cả hai chưa thấy báo tin vui, khán giả càng trông mong. Trước đó, dân mạng đồn đoán cặp đôi vàng đến nay chưa có em bé, vì cách đây ít năm, Hari Won bị ung thư cổ tử cung, ảnh hưởng đến việc sinh đẻ. Mặc dù vậy, chủ nhân web drama Hẻm Cụt ăn khách gần đây, Trấn Thành từng khẳng định cả hai chưa có con vì chưa muốn, chứ không liên quan đến chuyện khó có con, bệnh tình của Hari Won. Vợ MC Trấn Thành đang mang bầu, niềm vui của fan đã tới. Liên quan đến câu chuyện mà nhiều người quan tâm nhất đối với Trấn Thành, Hari Won kể trên, mới đây xuất hiện trước công chúng cũng như nhiều hình ảnh, clip có góp mặt của giọng ca Anh Hãy Đi Đi. Người hâm mộ phát hiện vòng hai của Hari Won có phần mập mạp hơn so với trước. Từ đây rất nhiều ý kiến đồn đoán Hari Won có thể đang mang thai và Trấn Thành sắp tới lên chức bố. Đặc biệt, MC Trấn Thành vừa khoe ảnh hai vợ chồng hồi ngộ với ca sĩ Phương Loan, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài, trong một bữa ăn thân mật. Trong một đoạn video ghi lại buổi gặp gỡ này, Hari Won núng nỉu bên Trấn Thành, điều đáng nói khi di chuyển, nữ ca sĩ người Hàn Quốc lộ vòng hai nhô cao bất thường. Sau chuối thêm chi tiết để củng cố cho nhận định trên, cộng đồng mạng cho rằng gần đây vợ Trấn Thành thường mặc váy suông nhẹ nhàng, trang phục rộng để che đi vóc dáng. Đi dép thay vì giày cao gót, hạn chế trang điểm, tất cả những điều này khiến người hâm mộ
có thêm niềm tin Harry Won đã mang bầu. Khi thấy phòng 2 của vợ Trấn Thành trao clip vừa qua, thậm chí có người bình luận bụng Harry Won chắc bầu 5 tháng rồi. Đây là một tin tốt lành mà nhiều người đã trông đợi ở cặp đôi từ lâu. Tuy nhiên đây không phải lần đầu tiên Harry Won bị cộng đồng mạng đồn đoán mang thai. Cuối năm 2021, tin Harry Won có bầu cũng lan truyền khắp mạng xã hội khi vợ Trấn Thành đăng tải một bức ảnh lên trang cá nhân với thân hình mập mạp, vòng hai to bất thường so với trước. Thời điểm đó tin đồn này gây báo mạng. Trong một sự kiện sau đó, Harry Won đã lên tiếng phải chia sẻ với người hâm mộ, bụng hơi to là do mập lên, ở nhà nhiều bởi ảnh hưởng Covid-19. Tin đồn Harry Won có bầu cũng là 20 lần thì phải. Harry Won cũng không biết là bé mới này vì sao không chịu sinh ra, cứ ở trong bụng của mình hoài. Mình cũng thắc mắc lắm. Mong là sau đợt dịch thì mình sẽ hết cái mơ đó và hết tin đồn của việc có bầu này nọ, bà xã Trấn Thành chia sẻ.